Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với game là mèo con đi câu cá. Mình là Thành Ezi đây. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng kênh mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì hôm nay con mèo này nó cần cái gì vậy? À không, mình đã câu xong cái nhiệm vụ ở đây rồi và mình đã giao cá cho con mèo này. Tiếp theo chúng ta sẽ nâng cấp cái này lên. Ở cần Airtank có thể nâng cấp lên một cái cấp độ mới nữa. Mình sắp mắc Airtank rồi. Superior Airtank. Và mình sẽ mua thêm các cái sub item lên. Chúng ta thì cũng không cần mua quá nhiều đâu. Tạm thời là đủ rồi đấy. Chúng ta xem có thông tin gì mới hay không. Không có gì mới cả. Chúng ta sẽ có 40.000. Và bây giờ mình muốn nâng cấp thêm một cái cấp độ nữa thì cũng hơi khó đấy. Chúng ta cần câu thêm một loài cá nữa để hoàn thành cái bộ sưu tập này. Cái bộ sưu tập này của chúng ta thì chỉ bắt được 3 con thôi, khá là tồi ta. Rồi mình sẽ đợi những con cá xịn để bắt đi. Lắm cá thế nhờ. Ok, tất cả sứa này, từ cho nó mấy con sứa đi qua đã. Oxy chúng ta thì nó sẽ tốt hơn trước một chút thôi, nó cũng không tốt quá nhiều đâu. Nhìn này, nó vẫn là 84%, nó vẫn giảm rất nhanh. Turn 3, Wave 3 rồi. Chắc phải mắc oxy. À khi mà mắc oxy thì chúng ta sẽ lại xuống dưới gọi là màn đêm nha, của cái Ocean Cave. Yes. Ok man, chạy đâu em. Rồi, về đây 99%. Yes, hay lắm. Có con cá rất to ở đây nha. Cá heo, không được, không ăn thua. Không ăn thua, con cá heo là phải phóng. Vào đây nào, cá ăn thịt. Cá ăn thịt, không được. Có con sứa mắc sai kìa. Có đủ dũng cảm để bắt nó không? Một bé. Rồi ok, oxy đã, tính sau. Con cá heo bay nhanh khủng khiếp luôn. Nào vào đây, con cá heo đâu? Vào đây, bắn mấy phát nữa nào. Nó chạy mất dép rồi. Tốt. Chúng ta bắt được 3 con sứa. À, 3 con mực ống. Con mực hút oxy của mình. Và đây có quảng cáo hơi bé ra. Ui. Cá to. Ui trời ơi. Tại sao bắt nhầm à? Ui, một con đấy nó sẽ giảm của mình nhiều oxy thế nhờ. Một đống oxy luôn kìa. Vì làm thế nào đây? Thôi kệ rồi. Wave 7 rồi. Đằng nào thì cũng chết đúng không? Thôi kéo lên bờ khẩn cấp luôn đi. Mình không thể nào mà trụ được ở cái chỗ đấy. Thì chỉ cần sai lầm một chút thôi là chúng ta sẽ đi đời luôn. Cho sẽ được chỉ có 14.000 trong cái lần câu lần này thôi. Và mấy con cá quảng cáo lần này nó cho mình rất là ít nhá. Rất chỉ là bèo bọt. Cho mình cái bảng này. Có ông già đây này. Ông già này sẽ đổi 10.000 lấy 21 cái... gọi là các cái phụ tùng, phụ kiện, đính ốc các thứ. Nhưng ra không cần lắm. Tại vì mình chưa cần, nó thiết phải nâng cấp vội. Vì mình không còn tiền nữa. Và Switch Region. Quay trở lại nào. Dù nâng cấp bình oxy nhưng mà chỉ câu được có 14.000 thôi. Chúng ta nên đặt cái mục tiêu của chúng ta là sẽ câu được tầm bao nhiêu. Mình sẽ đặt mục tiêu lần này của mình sẽ là câu được khoảng là 50.000. Hơn 100.000 đi. Để cho nó gọi là thêm một tí gọi động lực để có thể câu chuẩn xác hơn, tránh những con sứa ra. Nói theo thôi chứ khó lắm. Khó mà có thể câu được 50.000 lắm anh em ạ. Và vũ khí của mình hiện tại nó vẫn khá là đều, nói chung khá là đều. Làm sao mà có thể câu được đây? Nó phải nâng cấp lên thêm một cái cấp độ mới cơ thì nó mới sẽ câu được cái bọn này. Chưa gì đã 77%. Oxy mắc sai. Cái gì đây? Đúng là như vậy đấy. Oxy mắc sai sẽ là 99% luôn. Không nói nhiều. Được. Oxy mắc sai. Chưa nhìn thấy bao giờ luôn. Ok man. Lại đây. Mày vào đây. Câu tất cả gì có thể lần vào đây. Let's go. Còn 85%. Mày vào đây này. Xong. Yeah. Hay. Chúng ta câu rất chi là quyết đoán. Nói chung câu phải quyết đoán. Câu quyết đoán như thế này này. Đúng là như vậy đấy.
vào đây tất. Xong hết luôn. Ok, câu phải quyết đoán thôi. Có quảng cáo, thật ra mình cũng không quan tâm lắm con đấy lắm, tại vì mình có xem đâu. Không xem nên không quan tâm lắm. Vào đây. Vào đây cái gì đấy? Cái con kia chạy đâu mất rồi? Mình vừa thấy có một con cá ở trên này nó lao xuống đây mà. Hình như bắt được rồi thì phải. Đúng nhỉ? Hình như nó bắt được rồi. Bắt được rồi. Cút ra mau. Cút ra mau, nhanh. Chậm quá, tốc độ chậm quá. Này. Ok. Let's go, lên. Oxy về. Câu như thế chứ. 89 rồi, 89% rồi, 88% oxy rồi. Từ từ thôi, có cá kiều cái thứ này, để cái này qua đi á, có hẳn đi. Không quan tâm đến cái bọn này đó. Cá bò kìa. Rồi, bắt tạm ổn. Nó chỉ là tạm ổn thôi, 71.000 rồi. Phải câu như vậy thì chúng ta mới có thể là có nhanh tiền được. Con cá khổng lồ. Wow. Đừng nha. Một bé, tốt lắm, nhưng không có oxy ta. Không phải có tí oxy là luôn. Chết rồi. Tôi chết tôi rồi. Xong rồi, nát rồi. Chỉ cần sai lầm thôi là chúng ta đã mất cái cơ hội lên được 100.000 rồi. Mình nhìn thấy nhiều cái cá quá, chúng ta mất bình tĩnh. Thật sự mất bình tĩnh luôn. Chúng ta cộng khá ổn được 20.000. 20.000 là đều ấy. Được khá là đều luôn. Quỷ bắp vẫy cái trưởng luôn ấy. Thôi rồi, chúng ta sẽ xem là tin tức hôm nay ngày mới là có cái gì không. Chẳng có cái ma gì cả. Thôi rồi, chúng ta sẽ xuống dưới gọi là cái Ocean Cay Deeper Side. Còn 30% nó sẽ hoàn thành cái bộ sưu tập của cái vùng biển tối này. Hy vọng nó sẽ về trụ được. Lắm thế. Một phát bắn 4 con luôn. Thế thôi, nhẹ nhàng kéo về đây. Rồi. Vùng biển này sẽ đỡ nguy hiểm hơn một chút thôi. Nhưng mà nó tối quá, không nhìn thấy cái gì cả. Cá thì nó sẽ là loại rẻ tiền hơn rất rất nhiều. Bắt nhanh cái bọn này nhé. Bọn này rất chi là ngáo chứ. Bọn này lúc mà thả cái đó, gọi là cái phóng lao này, có khi bọn sứa nó trồi lên cái là toi đời. Cái phóng lao 4 này vừa có lợi mà vừa có hại. Một khi mà đã găm vào được cả tim nó thì chắc là chết. Cả tim của cái sứa này chắc là chết này. Ok. Một phát này. Yes, con hà mã. Hà mã chạy mất dép rồi. Có baby shark, có cá mập con, và có cá ăn thịt. Chết. Mày thế. Nó chạy đi mất rồi anh em. Rồi, phía trên là con cá gì đây? Rồi tí mình đâm vào cái này này. Baby shark cỡ lớn à. Bắt chứ, không phải để nó thấy cái bọn sứa to, nó định Rồi, chắc buộc lòng phải làm thế. Có cá đá kìa. Wow, có cá loại cá đá kìa anh em. Xịt. Con gì đây? Bắt được mày rồi. Con này thì trông khá là dị ta. Còn có 30% oxy đâu rồi? Không có oxy à? Cái gì vậy? Không có oxy bắn sao? Trời ơi. Trời, không có oxy. Mà con bị bọn này chứ. Ôi trời, ấn nhầm. Mày thế. Chưa kịp ấn, mày cho chưa kịp ấn cái kia. Có khi để bỏ 3.200 mà cái thua được nhiều tiền hơn thì cũng có nên bỏ đấy. Hình như không có cá mới được phải. Cái con lúc nãy có phải cá mới không? Không phải chứ. Có Malins ở Captopia. Vấn đề Captopia hiện tại là mình chưa đến được. Thuyền của mình chưa đủ sức để Captopia. Captopia là cái màn cuối cùng. Lần trước mình nó xuất hiện ở cái Sweet Region này. Nhưng mà con đấy thì mình cũng quỳ luôn. Không ăn được. Vũ khí bây giờ quá đều. Phải nâng cấp thật khỏe nâng cơ mới ăn nổi. Ok, let's go baby. Sao bắt được một con ta?
Đấy, ra phải được 3 con như thế này chứ. Nó cho mình 4 cái đỉnh ốc đấy. Đỉnh ốc các thứ đấy. Cá 7 màu à, cá ngũ sắc. 7 sắc cầu vồng. Đấy cha cha. Bắt về làm ấy. Làm món ăn cái. Cá hà mã. Cái con cá ăn thịt kia to phết nhờ. Nó cứ lượn lượn hay khó chịu nhỉ. Đây này. Đây này, ok, có 61%. Với lại oxy đâu nhỉ, không oxy đâu. Nhiều khi không cho mình oxy luôn đấy. Không cho oxy thì chịu rồi đấy. Không oxy thì mình cũng không thể đánh được. Ta chọn cái con này thì đến ăn. Đây, đây, oxy đây, có oxy đây, có oxy đây. What? Nó không ra đây cơ. Nó đi đâu vậy? Nó chạy luôn kìa. Oxy chạy luôn kìa anh em ơi. Quỳ luôn. Không bắt nữa. Lên bờ. Cho sẽ lên bờ. Mày chuyển qua cái phần kia đi. Chúng ta sẽ thu hoạch được bao nhiêu tiền đây? Ít tiền lắm đây. Còn 9.000 rồi. Khá thất vọng vì khi câu ở dưới cái vùng biển này. Nó cho oxy. À đây có nhiệm vụ bây giờ rồi. Chúng ta sẽ cardinal fish. Vấn đề là cardinal fish thì như nó ở mấy cái khu vực cũ cũ thì phải. Đúng là ocean cave mà. Ocean cave nó khá là cũ rồi. Sub item mua thêm mồi. À không, mua thêm cái lưới thôi. Không cần nhiều đâu. Let's go, lên đường. Chúng ta sẽ ra ocean cave. Mình sẽ bắt luôn ở trên cái ban ngày đi. Không cần phải xuống dưới màn đêm đâu. Tí em sẽ chuyển sang cái khu vực kia. Ô bị oxy thoải mái luôn này. Bắt hết cá bóng bay cho mình. Lên ạ. 9 rồi. Ok. Bắt cái là bắt được mà. Bọn này nó khá. Cái lớp da của nó khá là mỏng. Và chúng ta có thể là thoải mái bắt được đi. Đấy chà chà. Vào đây. Không tốn bao nhiêu oxy đâu mà. Mình chỉ không dám câu với con sứa thôi chứ. Mấy con này khó chịu phết đấy. Không phải đơn giản để có thể là câu nó đâu. Rồi có oxy kìa. Có cái này đầy luôn oxy mà. Con cái to mà. Đó 96%. Mission. Kìa. Chạy mất rồi. Tốn oxy phết đấy. Tốn oxy phết. Cái con kia to thế nhỉ, nó ăn luôn con cá to mình kìa. Ấy chà. Từ từ thôi. Đây này có oxy này. Ra phát nào, bắn phát đấy luôn. Con này khó chịu ta. Cái con vỏ ốc này. Ốc mượn hồn này. Chẳng lẽ mình không thể bắt được nó sao? Rồi, lên được 71%. Con này mình ghét con này anh em ạ. Mình cực kỳ ghét con này luôn. Baby shark. Cỡ lớn này. Về đây. Chết rồi. Không sao, người oxy kìa. Tốt. Rồi, 139.000 lần này đi còn thu hoạch được còn nhiều hơn là so với là lên bờ thôi. Cũng vậy có con sứa to tướng không bắt. Chủ yếu là nhiệm vụ như xong rồi thì phải. Rồi, 34.000 luôn kìa. Cho bắt được cái lúc cuối nhiều quá cơ. Và nó cho mình 17.000 để xem quảng cáo này. Ấy chà chà, bây giờ bao nhiêu cái sẽ lên được cấp nhỉ? Cái e xanh sẽ là 172.000. Sắp được rồi. Có vẻ ổn hơn rất là nhiều. Tin tức mới, có jellyfish gì đây? Sweet Region Special này.
có một cái gì đó thì đã rất là đặc biệt ở cái Squid Region ở đây, ở cái khu vực này này. Chắc là sẽ nhiều cá hay như thế nào đó. Và nó vẫn khóa mình. Mình sẽ cần bắt thêm một con nữa thôi là mình sẽ đủ được cái bọn ở đây. Mình sẽ rồi, đợi chút đi. Đông cá đấy. Jellyfish à? Bọn này phải jellyfish không? Không phải. Hình như bọn này là jellyfish thì phải. Đông đấy, đông đấy, nhưng mà mình để làm gì đâu. Bọn này nó cũng chẳng được bao nhiêu tiền cả. Thế thôi, câu thế thôi, câu thế thôi. Đừng câu lạm dụng quá. Còn có mất 20% câu toàn mấy con cá vớ vẩn. Để không thì nó cũng sẽ hết oxy thôi, nhưng mà nó sẽ hết chậm hơn một chút. Oxy kìa. Oxy kìa anh em ơi, hình như hôm nay sẽ không có không có ấy đâu, không có mấy con sứa thì phải. Hình như là vậy. Hình như hôm nay sẽ không có sứa. Thế thì quá tuyệt vời luôn. Rồi, về đây nào, về đây, về đây, về đây. Đúng là hôm nay không có sứa đâu. Một bé, ôi giời ơi. Tốt thế nhờ. Wow, quá ngon. Tuyệt vời, chúng ta để dành oxy đi. Không bắt được con này. Wow, con cá to thế. Mà nó cứng lắm nhỉ. Người nó cứng vãi cái trưởng ra. Bắt được rồi, ok. Cá voi à? Đây cá voi à? Chắc được hẳn một con cá voi kìa. Hoàn toàn nó có thể nâng cấp lên được đấy. Bọn này to đấy, nhưng mà không cần lắm. Để xem nào, con này tốt hơn này. Con này ít lắm, ít tiền lắm, không được bao nhiêu cả. Con này to vãi cả trưởng ra ấy, nhưng mà vấn đề là mình không thể bắt được nó. Vấn đề là như vậy. Mình muốn đợi 100%. Đến 7. Ok. Hôm nay là một ngày đặc biệt anh em ạ. Khó câu nhỉ. Thật sự khó câu con kia quá, to quá. Nó to quá thể. Cái con này cũng khó bắt này. Phát là 3 con luôn. 56% rồi. Oxy đâu nhỉ? Nó không cho mình oxy ta. Đấy, mấy con này là khoảng 1.000, gần 1.000. Thì chúng mày biến rồi đây cái. Oxy đây, oxy đây, oxy đây. Oxy đây. Chuẩn rồi, oxy. Ôi, ăn 4 mũi núi lao vào mồm mà không bắt được ấy. Không bắt được ấy. Không bắt được ấy. Không bắt được ấy. Xôi. Ai chà chà. Đau tay phết ấy. Bắt con này nhìn trông ngứa mắt quá. Con cá dài dài nhìn trông hay ta. Nhìn rất là hay ta. Con này con cá heo à? Cá heo à? Cá heo cỡ nhỏ à? Hay sao ấy? 1.900 đấy. Wow. Con này bao tiền? Wow, có một con news kìa. Một có cái news kìa. Tốt rồi, cho bắt được cái con news anh em ơi. Mình hoàn thành xong cái bộ sưu tập rồi. Tốt rồi, bây giờ vấn đề nó không cho oxy. Đánh thế nào? Đánh nào được. Vào đây. Vào đây. 200. Kỷ lục mới rồi. Nó sẽ có kỷ lục mới rồi anh em. Đấy, chà chà, vào hết đây nào. Bây giờ thiếu một oxy rồi. Sao biết oxy rồi? Bây giờ có bình oxy xịn thì ngon. Ok. Bây giờ kiểu gì cũng bắt con này đâu rồi, hay từ rồi bắn liên hoàn. Cá heo kia thì biến rồi nhá, mình sẽ không bắt con đấy được tại vì nó bay quá nhanh. Đây rồi, về đây rồi. Con cá heo chết tiệt kìa,
Trời ơi. What? Bây giờ mình sẽ bỏ mất 37.000 thôi. Mình không cần dùng 37.000 nữa. Mình cầu rất nhiều đồ luôn anh em ạ. Rồi chúng ta trở về, hôm nay làm ăn rất là tốt rồi đấy. Hoàn hảo đấy anh em. Tôi thấy ok, chúng ta sẽ cứ tầm đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Mèo Con Câu Cá. Bye bye.